vị thân mến, tỷ phú doanh nhân bất động sản nổi tiếng thế giới Lý Gia Thành đã từng chia sẻ bí quyết để giúp ông thành công và trở thành ông vua trong lĩnh vực bất động sản, đó chính là nắm bắt cơ hội và mua lại mọi thứ trước khi giá cả bùng nổ. Và có lẽ câu chuyện này đúng 100% so với những khách hàng đang quan tâm dòng sản phẩm cửa hàng shop tại Phú Mỹ Hưng và đang được Phú Mỹ Hưng mở bán. Từ khi thông tin Phú Mỹ Hưng mở bán shop đến nay, có hơn 1.800 khách hàng quan tâm, tăng hơn 31% so với bình quân 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ giao dịch thành công tăng gần 172%. Trong đó, khách hàng quan tâm shop cửa hàng tăng đột biến, cao gấp 8 lần so với số lượng sản phẩm được chủ đầu tư bán ra. Theo như những khách hàng đã mua và quan tâm dòng sản phẩm đặc biệt này, cũng như là giới thợ tin bất động sản cho rằng, giai đoạn này chính là cơ hội kim cương để sở hữu một mặt bằng kinh doanh ngay tại Phú Mỹ Hưng. Nhanh chân thì còn, chậm chân thì bỏ lỡ. Như vậy, vì sao đây là cơ hội kim cương? Nếu tính trên tổng số lượng sản phẩm toàn khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thì shop cửa hàng chỉ chiếm 0,5% trên 20.000 sản phẩm toàn đô thị. Số lượng phải nói là cực kỳ hữu hạn trong hữu hạn, khan hiếm trong khan hiếm. Chỉ sau một tháng từ ngày ra mắt, số lượng shop cửa hàng từ con số 0,5% giờ đây chỉ còn 0,2%. Sẽ có người hỏi rằng khi nào Phú Mỹ Hưng mới tiếp tục bán shop? Thì câu trả lời chính là ngoài 0,2% sản phẩm còn lại thì Phú Mỹ Hưng chưa có kế hoạch bán shop trong thời gian tới. Trước đây Phú Mỹ Hưng giữ shop tự cho thuê nhằm để cân đối dịch vụ tại các khu phố và sau 10 năm, 15 năm thì mới mở bán ra thị trường. Và năm 2022, năm 2023, Phú Mỹ Hưng mở bán shop nằm trong kế hoạch chuyển giao shop lần thứ nhất của Phú Mỹ Hưng. Nếu giả định Phú Mỹ Hưng lập lại chu kỳ chuyển giao shop lần thứ hai thì thời gian các shop được bán ra của lần kế tiếp cũng sẽ tính bằng thập niên. Vì các đơn vị thuê shop của Phú Mỹ Hưng hiện tại đều là hợp đồng dài hạn 5, 10, 15 năm. Nếu Phú Mỹ Hưng có chuyển giao lần 2, lẽ đương nhiên mặt bằng giá tại thời điểm đó sẽ khác xa so với bây giờ bởi biên độ gia tăng tỷ lệ thuận với mức độ hoàn thiện đô thị nói riêng. Diễm Kiều chỉ giả định nếu chu kỳ thời gian chuyển giao shop lần 2 lặp lại như lần thứ nhất. Thực tế hiện nay, Phú Mỹ Hưng chưa hề hoạch định gì cho các shop, công ty đang tự cho thuê ở các dự án mới đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, ở những đợt mở bán sản phẩm của Phú Mỹ Hưng trước đây, quý khách hàng sẽ trải qua nhiều quy trình từ xếp hàng đến rút thăm xác định thứ tự lựa chọn sản phẩm và cần có yếu tố may mắn thì mới chọn được căn ưng ý. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khi mà mua shop thì quý vị sẽ khá thông thả để tìm hiểu sản phẩm, thẩm định giá trị để lựa chọn mặt bằng kinh doanh phù hợp với khả năng tài chính cũng như là nhu cầu sử dụng. Theo quan điểm của những chuyên gia bất động sản, để đánh giá chính xác tiềm năng phát triển của một khu vực, nhà đầu tư nên nhìn vào khu vực xung quanh. Nếu khu vực đó là nơi quy tụ của cộng đồng cư dân ưu tú, bao gồm các doanh nhân thành đạt, tầng lớp tri thức, các chuyên gia nước ngoài sinh sống, thì khu vực đó sớm hay muộn cũng sẽ tăng trưởng và phát triển vượt trội. Nhìn lại lịch sử 30 năm của đô thị Phú Mỹ Hưng, quý vị thấy nhận định này có đúng với quy luật phát triển Phú Mỹ Hưng không? Và nếu đã là khách hàng của Phú Mỹ Hưng, quý vị có thấy tự hào với tầm nhìn và sự lựa chọn của mình không? Biết trước con đường sẽ đi trước các bằng phẳng, thuận lợi đủ bề và bản thân đã thẩm định, có cơ sở để khẳng định con đường ấy chỉ mang đến điều tốt lành, thì tại sao không đi cho được phải không ạ? Vâng, duyên đến thì nhận phúc, nhận lộc, nhận tài, cơ hội đến vận may tìm thì đắc lợi sẽ tự sinh. 0,2% giá hàng shop cuối cùng chính là cơ hội hiếm có khó tìm với mức giá tốt nhất thị trường và tiềm năng tăng giá cao. Và để tìm hiểu dòng sản phẩm này, quý vị hãy liên hệ với tiếp thị viên chúng tôi qua số hotline 028 5411 8888. Còn bây giờ Diễm Kiều xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.